Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 thì trên địa bàn huyện Vân Hồ đã xảy ra mưa lớn và làm ngập lụt nhiều địa điểm trên địa bàn huyện. Và như chúng ta đã thấy thì chúng tôi đang đứng ở đang có mặt tại điểm trường bản Co Tang xã Lóng Luông thì điểm trường đã bị ngập chìm sâu trong nước. Và hiện tại thì mưa trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp và dự kiến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như là sinh hoạt của người dân. Tính đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 9, mưa lớn đã gây ra ngập cục bộ tại một số bản trên địa bàn các xã Lóng Luông, Vân Hồ, Song Khủa, Triềng Xuân, Triềng Khoa. Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện Vân Hồ có 29 nhà bị sạt lở, ngập lụt, gần 50 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, mất an toàn. 55 hecta diện tích lúa đang thời kỳ cho thu hoạch và nhiều diện tích hoa màu khác bị ngập úng. Mưa bão cũng đã làm thiệt hại đổ gãy một cột điện tại xã Triềng Xuân khiến một lớp học và ba điểm trường nhà lớp học bị ngập, một số tuyến đường liên bản liên xã bị sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Trước tình hình đó, huyện Vân Hồ đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra theo phương châm bốn tại chỗ, chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, thực hiện di rời người, tài sản các hộ nằm trong khu vực nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú an toàn, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm đảm bảo cho người dân lập các chốt biển cảnh báo nguy hiểm qua các điểm nguy cơ sạt lở, các điểm ngầm, tràn trên địa bàn. Thường xuyên trực ban 24 trên 24, nắm bắt, cập nhật tình hình thời tiết, chủ động sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có các tình huống xảy ra, huy động lực lượng máy móc trên địa bàn, khắc phục các tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn đảm bảo lưu thông an toàn.